Hai học xin kính chào toàn thể anh chị, và hôm nay học mang đến cho anh chị thêm một chiếc xe Kia Carnival 2023 2.2 máy dầu. Xe này phiên bản Premium 8 ghế nha anh chị, một chủ sử dụng từ đầu, một chủ mua mới. Và con xe này lăn bánh chỉ mới có 27.000 cây à, và anh chị sẽ còn được bảo hành đến 100.000 cây. 2023 thì anh chị sẽ còn được bảo hành tới 2026. Xe thì anh chị có thể là nhờ anh em thầy thợ bên thứ ba đến chép tech, hoặc là anh chị mang đến đại lý chính hãng để kiểm tra qua chất lượng. Đây là hiện trạng mà anh em học mới vừa thu về cũng như là vừa rửa sơ. Đó, bên học sau khi quay clip này thì học sẽ bắt đầu cho đi diệt khuẩn khử mùi tách ẩm bên trong nội thất nè, và đánh bóng sơ bộ lại, và có thể giao xe ngay cho anh chị ha. Vì đây là một chiếc xe lướt chất lượng, như là keo chỉ, động cơ hộp số buộc phải còn nguyên zin, cho sẽ có cấp bằng văn bản. Đó nên là anh chị yên tâm về chất lượng. Và con xe này hôm nay anh em học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có 1.235.000.000 đồng. Học xin phép đi một vòng cũng như là giới thiệu sơ bộ lại những cái option cũng như là quay chi tiết những cái nội thất ngoại thất để cho anh chị lần lượt cùng đánh giá. Nói về form dáng thì Carnival có một cái thiết kế vuông vức từ phần đầu xe trải dài ra phía sau, có trục cơ sở dài, nhìn hoành tráng anh chị, rất là hoành tráng, và nhìn nó cũng hiện đại nữa. Kết hợp những cái mặt ga lăng sơn tĩnh điện nè, mặt ga lăng sơn tĩnh điện lấy ý tưởng từ cái đàn piano đó, cộng với lại những cái đèn led, có một cái thiết kế cá nhân học á, thì không biết là cô chú anh chị nhìn thấy như thế nào, nhưng mà cá nhân học là một người bán hàng cũng như là một người yêu thích đam mê xe, thì học thấy đây là một cái chiếc xe nhìn tương đối khá đẹp anh chị, vì những cái công nghệ hiện đại cũng như là những cái đường nét thiết kế của nó rất là tinh tế, cũng như là nó làm cân đối rất là phù hợp. Anh chị nhìn thấy không? Từ cái mặt ga lăng này, đây cái mặt ga lăng này, mặt ga lăng đó, nó làm mặt ga lăng mũi hổ nè, và nó lồng vào nhẹ nhàng những cái đèn như là đèn cốt pha ở trong đây. Ở đây ha, cái đèn này chắc chắn là còn đèn zin, và khi cái đèn này nó thiết kế cũng đẹp đó anh chị. Cái đèn này anh chị nhìn kỹ vào đây nè, nó có một cái chiều sâu đó, anh chị nhìn thấy không? Ở đây nè, đó, nó làm những cái góc khuất, những cái nếp gấp, nó tạo lên cho một chiếc xe nhìn rất là hiện đại và trẻ trung đó. Đây cái này là phân chim, cái này là không phải chày xước nha anh chị. Nước sơn carbo thì vẫn còn nguyên zin, thì xe này thì bên học cũng đã rửa sơ rồi, thì đã kiểm tra những cái dấu chì xước nhỏ, và có thể là hỗ trợ anh chị C3 là cho nó đẹp luôn. Và xe này thì mang biển kiểm soát là 51K95611, và anh chị ơi nhớ rằng là bên học bán xe là có cấp giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước. Anh chị có thể mang đến tất cả các đại lý của Hyundai, của Kia đó, để anh chị kiểm tra. Ví dụ anh chị quen người thân mình ở trong, ví dụ như Kia Bình Triệu, hoặc là Kia ở Thảo Điền đó, nói chung là anh chị có quyền lựa chọn để anh chị check test thoải mái. Còn anh chị cứ tin tưởng bên học thì bên học cũng trao cho anh chị cái khi mà bàn giao xe, bên học cũng có giao cho anh chị về cái giấy chứng nhận chất lượng của bên học đó. Xe này thì còn bảo hành, anh chị mua xe bảo hành thì rất là dễ anh chị, xe bảo hành nó là rất là dễ xem rồi. Nói về nội thất ha, thì anh chị sẽ có bộ ghế da màu nâu vừa đục lỗ nè, và dạng 5D là thiết kế rất đẹp ha anh chị. Đó, nó phối hai màu và những cái đường cắt của nó rất là đẹp. Carnival thì anh chị sẽ có hai ghế điện phía trước, bản Bre thì anh chị vẫn có làm mát và sửa ghế, vẫn có ba vùng lạnh độc lập, vẫn có cái màn hình LCD ở đây rất là đẹp, trải dài hai bên nối liền, nhìn giống như con mạc anh chị, giống những con mạc cao cấp. Nói chung là những dòng xe Kia thì rất là biết chiều chuộng khách hàng, làm rất là nịnh mắt. Đây anh chị nhìn theo những cái đèn lồng vào trong cái tấp bi cửa nè. Nói chung là xe này quá mới rồi anh chị, chỉ bàn về giá thôi, chứ còn về chất lượng xe thì cũng không có gì phải nói nhiều. Xe này là mẫu 8 chỗ nha anh chị, sẽ có luôn cái ghế hàng ghế giữa nè, để cái hàng ghế thứ ba này anh chị, hàng ghế thứ hai này anh chị đi được 3 người. Đó, rất là đẹp mọi chi tiết trên xe ha. Bên học đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm rồi, anh chị đi xe và sẽ không có lo ngại về. À xin lỗi anh chị, và đây là hiện trạng mộc, và sau khi học quay clip này học sẽ đi diệt khuẩn khử mùi lại cho anh chị nha. Đó. Đó, rất là đẹp. Xe này thì thua cái bản signature là hai cái cửa nóc nha anh chị. Hai cái cửa nóc với lại hai cái hàng ghế này là chỉnh cơ nè, chưa có chỉnh điện. Signature thì sẽ có chỉnh điện. Tuy nhiên thì anh chị nào mà không có cần, tại vì những cái gói ghế này anh chị leo lên chỉ cần chỉnh một lần thôi là mình đã ngồi suốt rồi. Nên là những cái đó nếu như anh chị nào không thấy không cần thiết thì mua con này tiết kiệm hơn. Kia Carnival, một mẫu xe 7 chỗ, và con này là mẫu 8 chỗ, rộng rãi, rất là được nhiều anh chị yêu chuộng về độ đẹp cũng như là độ lành tính. Form dáng rất là đẹp đúng không? Cái form dáng này nó dài, nó có nhiều cái đường vuông vức, và nó cũng vừa lòng vào những cái đường mảnh như là cái trụ B nè, anh chị nhìn thấy nó vuốt ra phía sau, nó lồng với chân kính nè, nhìn nó rất là đẹp, những cái thiết kế rất đẹp ha. Đó, Carnival Bre. Học xin nhắc lại xe này học đang chào bán là 1.235.000.000 đồng.
anh chị sẽ được bên Ngọc hỗ trợ rút gốc đó. Đó, có lót sàn cho anh chị nha, có lót sàn, còn tem mạc đồ đầy đủ hết, còn tem mạc đầy đủ hết nha anh chị. Này, chưa lột tem nè, đây cũng còn chưa lột tem nè, cơ hội vẫn còn bóc tem đúng đó. Bỏ ra 1 tỷ 235 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu được Kia Carnival rồi đó, rất là hợp lý luôn. Một con xe to như thế này hơn 2 tấn mà anh chị đi lên quanh trong phố chỉ có 8 lít 8, còn đi đường trường nó có 5 lít 8 thôi anh chị, còn đi tổng hợp nó là 6 lít 9, rất là hợp lý, rất hợp lý nha anh chị. Đó, tại sao mà Kia Carnival là một trong những dòng xe dạng như phổ thông nhưng mà có một cái thiết kế nó rất là cuốn anh chị, nó có rất là cuốn. Thật ra con này thì nó tầm khoảng 1 tỷ mấy thì chưa phải gọi là những cái dòng xe sang, nhưng mà nó lại mang cho mình những cái mà rất là hay của những dòng xe sang, những cái thiết kế nhìn nó rất là sang trọng và đẳng cấp, như là cửa lùa nè, rồi đèn lồng trong tấp bi đó, phía trước là 2 ghế điện đó, có ghế thương gia, rồi bên trong màn hình đây thì mọi chi tiết này, anh chị nhìn thấy không, rất là mới. Nói về chất lượng thì không cần phải bàn anh chị ơi, tem mạc vẫn còn y nguyên nè đó, còn y thinh nè. Đây, Carnival lắp ráp tại Việt Nam, xe này có trọng lượng toàn thân nó là 2 tấn 080 là mới nè. Mọi chi tiết đây anh chị nhìn đó, lấy chuyển số sau vô lăng đó, rồi điều khiển bằng núm vặn nè, phanh tay điện tử auto hold đó, làm mát ghế đầy đủ hết, thiết kế nó làm rất là đẹp đúng không anh chị, rất là đẹp. Mọi chi tiết, những cái cửa gió ở đây thì nó làm ẩn ở phía trong. Hai vị trí nhớ ghế Kia Carnival. Rồi, mọi chi tiết nó còn rất là mới. Tại sao học nói đi mua xe lướt thì nó dễ, để học giải thích thêm. Đó, cái vỏ xe này anh chị. Đây. Mới nguyên à anh chị, mới tinh à. Thì tại sao học nói là dễ? Ví dụ như chiếc xe mà chưa nói tới phần keo chỉ ở trong xe anh chị mà còn bảo hành á, ví dụ cái đèn này anh chị, mặc dù ví dụ như nó lỡ bể đi, chưa phải là xe đụng nha, nhưng mà cái đèn này lỡ bể nè thì anh chị mua đèn chính hãng nó chỉ bảo hành cho anh chị 5.000 cây hoặc là 1 năm thôi, còn đèn theo xe là phải 3 năm và 100.000 cây, nó gấp 10 lần cái km, là nó gấp 20 lần anh chị, gấp 20 lần đối với cái đèn zin theo xe ha. Còn đối với năm thì nó sẽ là bảo hành cho anh chị có 1 năm thôi, còn tất cả cả linh kiện này trên xe nó sẽ bảo hành cho anh chị 3 năm. Đây anh chị, ví dụ như cái gương này chẳng may bị gãy thì mình vô hãng mình thay cái gương mới, nhưng mà nó chẳng chưa phải là xe đâm đụng nha anh chị, nhưng mà cái gương này nó sẽ không được bảo hành theo chiếc xe, nó không được bảo hành theo 3 năm và 100.000 cây. Kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Nhớ là bên Học đang có nhu cầu thu mua xe cũ tặng nơi, định giá xe miễn phí, đặc biệt anh chị đang còn bị vướng ngân hàng, Học cũng có thể hỗ trợ anh chị nhận cặt vẹt ra trước rồi chúng ta sẽ làm thủ tục sau nha anh chị. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.